Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ai chả giống như là chơi mết vậy. Được. Ok ok ok. Round này chưa up cấp được. Thôi, nhịn một round. Tutka lên được 2 sao nhưng mà ra cái bộ mết. Ra bộ mết ở đây là bao gồm cái con Thunder là một trong những con co ở trong cái bộ này. Tutka lên được 2 sao, bây giờ ra thêm 2 con beat nữa thì có thể chuyển beat. Còn nếu không có thể chơi mết. Trận này ấy, ở trong truyền thuyết chơi mết rất khỏe. Truyền thuyết ở trong trận này nó có cái con rồng Lambda. Hoặc là chúng ta có thể chơi mết Shaman. Có Shaman 5 đô hoặc là còn một cái lab nữa mà có thể chơi. Đấy chính là cái bộ mết kết hợp với Exit là cũng chơi được. Trận này có con Lick là có thể chơi được như thế. Rồi. Thế thì là beat hay là mết đấy. 6 mết đến nơi rồi này. 6 mết rồi này. 6 mết rồi ấy. Cái này là chơi 6m à? Có sâu này nhưng mà hết tiền mua rồi. Nếu mà muốn mua con sâu này thì sẽ phải bán 2 con đi à? Thắng round này nữa. Có nên chơi beat không nhỉ? Đánh beat bây giờ nó cũng hơi yếu yếu cái kiểu gì ấy anh em ạ. Meta Warrior nên là đánh beat cũng không phê cho lắm. Có nhiều cái quả với con cáo ấy. Sau khi nó lăn nó trọt nó tự lăn nó chết luôn. Đấy. Tôi đang tính là chắc là thôi. Chơi beat bây giờ khá đuối ở trong meta này. Do meta là có Warrior. Với cả trận này nếu mà có Mid Shaman ấy hay là có Exit ấy thì beat nó cũng sợ lắm anh em ạ. Có lẽ là chơi mid. Mà dù ra beat 2 sao. Unicorn này thì cũng có thể tính là 2 sao rồi đấy. Nhưng mà thôi. Ngoài những cái bộ mết mà tôi vừa mới kể ra ấy, thì bây giờ nó có một cái bộ mà cũng khá là khỏe. Nói chung là có thể chơi được nhưng mà nó phải lên được level 10. Đấy chính là cái lineup mà kết hợp với Witcher. Đấy, Witcher kết hợp với cụ thể trong trận này thì có thể là Witcher kết hợp với cả Exit. Đó. Witcher kết hợp với Exit ngon luôn. Witcher kết hợp với Exit kết hợp với nó vẫn còn thừa một slot đấy nhá. Thì lên level 10 ấy, chúng ta sẽ kẹp cái con Shadow vào. Đó. Line up cơ bản nó sẽ là như thế. Tức là 4 Witcher kết hợp với cả 6 Exit kết hợp với cái con Shadow Evil. Dồn đồ cho Shadow. Đấy, sau đó thì Shadow nó mới vào, nó mới tụ trưởng, nó mới gồng một phát lên. Sau đó nó xòe quạt một cái bốc hơi đối thủ. Toàn bộ đối thủ là bốc hơi luôn. Đấy, kiểu chơi nó là như thế. Nhưng mà đánh bộ đấy phải lên level 10 đấy anh em ạ. Tất nhiên là đánh ở level 8 thì vẫn chơi được. Nhưng mà nó sẽ không phải. Thứ nhất là nó có thể là, nó sẽ không phải là 6 Exit. Đấy. Thứ hai là có thể là nó sẽ không phải là kẹp với cả cái con Shadow. Thì chọn một trong hai thôi. Cái bộ 6 Exit kết hợp với cả Witcher thì phải đánh ở level 9 rồi. Đó, tuy nhiên là đánh ở level 9 có thể là sẽ không phải là 6 Exit mà sẽ là Shadow 2 sao kẹp với cả 9 con thì nó cũng tung trưởng, nó cũng khá là mạnh. Đấy anh em, tôi nghĩ là anh em nên theo cái chiều hướng là như thế thì hơn. Ok. Đấy, bây giờ tôi cũng đã khá mạnh rồi đấy. Chỉ có lên 7 kẹp với cả 6 mét nữa thôi là xong. Tương đối khỏe rồi. Ba rồng nhỉ. Nhà bây giờ ra thêm con rồng nữa. Ok, round này thì cứ up cấp bình thường thôi. Được chưa? Cho thêm con Shadow này vào nữa đi. Con Shadow với con Thunder này thì tung trưởng nó mạnh, nó cũng tương đương.
Tuy nhiên là con Shadow với cả con Thunder nó có cái cơ chế khác nhau. Con Thunder thì càng xa thì càng nhận nhiều đam. Đấy. Còn cái con Shadow này thì càng gần thì càng nhận nhiều đam. Ê à, ăn được không? Ui ăn được không này này. Được quá nhở. Ăn được. Cắt chuỗi luôn, hay quá. Cái con Shadow và con Thunder nó sẽ gây ra cái lượng đam khác nhau, nhưng mà nếu mà anh em để hai con vào cùng một vị trí ấy, thì nó sẽ bù trừ cho nhau đấy. Cái con Thunder thì cái khoảng cách từ cái điểm xuất phát của skill ấy, tức là cái ô mà chứa con Thunder ấy, đến cái vòng cái bán kính xa nhất của cái vòng tròn nó có thể lan ra được thì nó sẽ gây được nhiều đam nhất. Đấy. Còn cái con Shadow thì ở ngay tại vị trí xung quanh nó sẽ là những cái điểm gây nhiều đam nhất. Để tôi tính xem là đam 11 gặp ai. Trung Quốc chưa gặp. Trung Quốc là top 1 à? À. Trung Quốc này nhìn thì cũng không phải là mạnh lắm đâu. Nhìn thì có vẻ không mạnh nhưng có thể là nó sẽ mạnh. Bởi vì là nếu mà nó không mạnh thì nó đã không có một cái lượng máu nhiều đấy kia. Không thể là cái người mà đang nhiều máu nhất được. Rồng luôn này. Chính vì thế khả năng là tôi sẽ up cấp lên 7 anh em ạ. Ok. À, lấy cái món này ngon. Được rồi. Ba rồng. Ui chưa. Bộ Linh đúng vào vị trí rồi con này à. Shadow nhưng mà vẫn ăn được. Assassin tôi lộn cái hàng tăng cơ xuống phía dưới rồi, không sợ. Ok. Có cả human này. Và bây giờ chưa bỏ được human vào. Bỏ human vào à? Kiếm sách luôn từ bây giờ. Cái vấn đề là bây giờ bỏ human vào thì bỏ con gì ra? Bỏ rồng à? Bỏ rồng ra. Đúng không? Ba con rồng. Có lên bỏ rồng không nhỉ? À, trận này nếu mà lên được 11 thì rất là ngon đấy nhá. Lên được 11 là chúng ta sẽ có kẹp thêm được cả gót nữa. Năm rồng 6 mét kẹp với gót đánh ở level 11. Ok. Như này thì sao? Được không? Exit này. Thêm được 3 exit nữa. Tung trưởng cái liệu đối thủ nhanh hơn. Ê, tôi chết rồi, gặp assassin. Hảo rồi. Được không? Được. Hay quá. Ok. May quá giữ được cái chuôi anh em ạ. Ui. Già nữa. Thế thôi nhỉ. Này đi. 6 mét luôn. 5 mét rồi này, 6 mét. Ok. Vậy là có khi là chúng ta được đánh human đấy anh em ạ.
Human thì bây giờ còn thiếu mấy con. Ở đây là có Avenger Clyde rồi này. Chúng ta thiếu mỗi cái con Dragon Clyde thôi anh em ạ. À, ok nhá. Thế thì được. Tôi sẽ mua Human luôn. Rồi, mua hết. Đấy, bắt đầu từ round này là sẽ có sách rồi. Round sau mà ra con sói hay là con rồng thì là chúng ta sẽ có 6 human thôi. Ê à, hết slot mất rồi, chưa đủ 6 human đúng không? Có khi bán con Avenger Clyde đi anh em ạ. Nếu mà giả sử như không ra được 6 human ấy thì có thể chúng ta sẽ chơi theo cái kiểu từ tốn thôi. Đánh kiểu từ tốn, đánh kiểu từ từ. Mỗi round tích một quyển thôi, không xài sách nữa. Cứ thắng là được một quyển, thế được rồi. Cái con già của tôi nó tung trưởng khá nhanh đấy. Nó có khá là nhiều đồ mana. Gần như là Blink là có thể là sau một giây là tung trưởng rồi. Rất nhanh. Ok. Bây giờ là còn đồ thôi. Đồ ngon nữa là ngon, là ok. Bài ra là vào form rồi đấy. Up cấp cho 3 rồng rồi đó. Đây, như này đi. Toàn một sao anh em ạ. Không biết là giữ được cái chuỗi đến bao lâu đâu. À, trượng hiến tế này, được. Anh em bảo tôi có lên roll mấy cái không? Tôi nhìn thế này là tôi muốn roll lắm anh em ạ. Ok, rồng này. 5 rồng chưa? Thiếu một con. Thiếu con rồng. Thậm chí đủ 6 human rồi. Sáu human nhưng mà chưa cho vào được. Thiếu một slot cho cái con Agali. Ơ kìa, nó lại mất chuỗi đây. Vãi cứt. Thể run mất chuỗi ạ. Đen thế nhở. Cái thằng Beat tôi lại lấy được cái chuỗi của tôi. Ra luôn cả thuyền trưởng luôn. Bây giờ bỏ 6 human vào liệu có thể lấy được sách không nhỉ? Đấy, nó hơi gian lan đấy. Nhưng mà thôi. Được quyển nào hay quyển đấy anh em ạ. Được cuốn nào hay cuốn đấy thôi. Bây giờ tôi cần là cần lên 11 thôi. Đủ sách lên 11. 3 round thắng là được. Cố lên nào. Rồi, đây sẽ là 4 cuốn sách đầu tiên. Chỉ cần 3 round thắng thôi. Ok. Hai round nữa. Thực ra chỉ cần 1 round nữa thôi. Đến cái rau quái là xong. Rau quái ăn một phát là xong. Sau đó thì chuyển sang 5 rồng luôn anh em ạ. Đủ bộ rồi. Đủ bộ 5 rồng à. Chúng ta chỉ cần giữ sách đến cái lúc đấy thôi. Còn chuyển sang 5 rồng thì thắng thì cũng được thêm một quyển sách nữa. Kiểu gì cũng lên được 11. Quan trọng là sớm hay muộn thôi. Thắng rau này thì nó sẽ là sớm. Ok. Warlock hay là Glacier đây? Rồi, có sách đấy. Được. Ok. Vậy chắc chắn là lên được 11 rồi. Được quá nhờ. Chỉ còn một cuốn sách nữa thôi mà. Chắc chắn lên được 11 rồi. Nhưng mà còn 12 thì sao? Có tham không? Có tham phải lên level 12 không? 12 hơi khó anh em ạ.
tầm này mới có một con 1 sao thì khó lắm, không chơi được. Ít nhất là có con Thunder 2 sao ấy thì nó mới có cơ sở. Hoặc là tầm này ra già 2 sao. Và bây giờ mới có một con già thôi, khó lắm. Thôi, chả có cái cơ sở nào đâu. Chuẩn bị chuyển 5 dòng sớm. Chuyển 5 dòng giữ máu anh em ạ. Sau round 21 là bọn nó bắt đầu form được bài. Lúc đấy thì nói chung là không thể mà 6 human mà ăn được sách đâu. Rất khó. Chúng ta chơi human chúng ta biết ý điểm dừng thôi. Trừ khi là cái đội hình nó nhìn trông nó thực sự nó mạnh. Predator này. Đấy, thua. Chắc chắn là thua. Giữ human là chắc chắn là khó mà có thể thắng được. Cái round nào ấy mà hên mà ăn được một quả thì nó là may mắn. Đấy thì thế là vui rồi. Còn lại những cái round còn lại thì tôi thấy là đa phần là thua. Cái bộ này bây giờ nó khá là yếu. Nên là chúng ta lút cái round này rồi giải tán thôi. Đây, bán đi giải tán để vừa có tiền và cũng form đội hình mạnh luôn. Round này chắc chắn là lên được 11. Thậm chí là còn thừa 3 quyển sách đấy. Thừa 3 quyển sách thì tôi sẽ cắn bớt đi, bù vào cái lượng tiền để up lên level 9. Level 9 là 6m 5 rồng là ok. Lúc đấy chúng ta lại thoải mái. Thoải mái thêm một thời gian nữa thôi, chứ cũng không phải là thoải mái lắm đâu. Nó phải 2 sao cơ. Để mà thoải mái up cấp thì nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Ok. Rồi. Thôi nha. Đấy. Giải tán. Sáu mét này, 5 rồng. Đánh ở level 9. Bộ này sẽ đánh ở level 9 anh em nhá. Rồi. Đấy, còn giữ 12 cuốn sách để up lên level 11. Chúng ta sẽ up ở round thứ 27 hoặc là 26 cũng được. Còn nếu mà sớm sủa có thể là ra 23. Nhưng mà ra 23 tôi nghĩ là cái tầm tiền như bây giờ của tôi thì cũng khó đấy. Bây giờ cắt được chuỗi của nó thì tôi có thể lên được. À, gặp cái thằng có chuỗi kia đi. Thử nào. Ui, assassin. Kẹp cá luôn cho chắc chắn á. Thề. Khỏe quá. Thôi chịu. Đã kẹp 4 cá rồi ạ. Vãi đái. Đánh cẩn thận đến như thế là cùng. Ra được con bom này. Gót bom tối thượng không? Gót bom tối thượng đánh ở level 11. 4 gót kết hợp với cả 6 Eager Seed kết hợp với bom. Hợp lý không? Tôi thấy là cũng khỏe đấy. Thằng 9 Warrior rồi. Khó rồi. Nên 9 Warrior. Được không? Ơ, vẫn ăn được này. Phản vẫn ăn được này. Hay quá. Ơ kìa. Không. Đó. Cao 23 này. Đủ chưa? Round 23 này mà bán con bom đi là chúng ta sẽ đủ tiền để lên level 11 đấy. Nhưng mà chắc là tôi không lên đâu. Bây giờ mà lên 11 là chúng ta hết tiền, tức tiền một chút anh em ạ.
Có 12 quyển sách thì có thể lên ở round 26 cũng được, không cần 27. 26 chúng ta có thể lên 11. Lúc đấy sẽ tích được khoảng 50 tiền. Tôi nghĩ là như thế nó hợp lý hơn. Đây, gặp thằng này có cất chuỗi được không? Được không? Được không? Đấy, ui rồi quả bom nó nổ. Được rồi, lần này là được rồi đấy. Ok, cộng 10 luôn mà. Đấy, vậy là 50 tiền. Chúng ta đã có 50 tiền rồi, ra cả lick luôn này. Ra con này nó sẽ là cái cơ sở đánh Exit luôn anh em nhá. Đánh cơ sở đánh 6 Exit đấy. Hai mươi sáu sẽ lên được 11 và vẫn còn thừa tiền. Cái tiền thừa đấy thì chúng ta sẽ roll cái con già hoặc con lick 2 Thunder 2 sao. Con nào lên 2 sao cũng ok luôn. Con rồng này lên 2 sao rồi, bỏ đi này. Thunder, ok. Về con Thunder nó khả năng lên 2 sao sớm so với những cái con còn lại. Còn cái tầm này thì cũng không sớm nữa rồi. Đào 25 rồi. Thunder 1 sao đó là quá muộn. Sớm ở đây là sớm so với những cái con còn lại thôi. Như con Lick với con già bây giờ vẫn chưa ra thêm con nào. Sau round này chúng ta sẽ lên được level 11. Và ở level 11 chúng ta nếu mà tìm được 5 rồng kết hợp với cả 6 Exit kết hợp với cả 6 mét thì rất là mạnh. Chúng ta có thể đánh được như thế. Đấy, và nếu mà có một cái món đồ gót nữa thì nó sẽ là kẹp với cả hai gót nữa. Quá tuyệt vời. Ui rồi ui, hay quá. Được. Bây giờ bỏ con rồng vào đây. Rồi, up cấp lên. Này đi. Thiếu một Exit. Gì nhá, vẫn đủ 5 rồng. Đổi cái đồ tím nữa này. Rô, quá ok. Cho bom 2 quả luôn này. Vào phát là đặt 2 quả bom luôn. Giải tán đám đông rất nhanh. Ui rồi, quả bom thứ 2 nó còn chưa kịp lổ ấy. Quả bom thứ nhất nó còn chưa kịp lổ anh em ạ. Đã bay màu hết rồi. Sao tiến mạnh nhỉ? Ok. Dragon Clay lên 2 sao. Con này từ từ đã này. Ok, vậy thôi. Không chơi con Dragon Clay đâu. Con này đuối lắm. Thà chơi con rồng bập vào phát khạc là chết một con rồi. Thiếu một Exit à? Thiếu con gì nhỉ? Từ từ đã. Kích bằng Wizard à? Kích bằng Wizard thì lại phải vứt cái con rồng mập. Thế là chắc chắn là lại phải không dùng con rồng mập rồi. Ok. Ăn được cả Warrior này. Ngon lành luôn. Thunder 2 sao. Quá ok.
Vậy là chúng ta phải bỏ giống mập ra. Rồi. Cũng được. Nếu mà có rồng mập ấy thì tôi định combo với cả cái quẹt mực ấy. Nhưng mà nếu để dùng rồng mập thì chúng ta thừa một con rồng và thiếu một con Aegisith. Bây giờ cái vị trí con Flame nó cũng đang thừa đấy. Mà giữa Flame và con rồng thì tôi vẫn chọn Flame hơn. Nó có khả năng đánh tay anh em ạ. Lại gặp thằng Assassin kẹp cá. Ác thật. Mà thôi không sao. Bây giờ nó khác xưa nhiều lắm. Thunder này lên 2 sao rồi bạn ơi. Ơ kìa vẫn thua này. Và ai cứt. Thua à? Đùa thế giới quá. Lại mất chuối. Mấy cái chuối mới nhú của tôi vừa mới nhú lên tí đã bị dập tắt rồi. Chán thật sự. Đã Spirit này. Cả già luôn. Khan à? Khan chúng ta sẽ có God. Hai God kết hợp với cả Thunder. Có xòe được liên tục không nhỉ? Thunder nó không phải cái con mà xòe ra xòe đam liên tục, nó là con dồn đam mạnh. Mà thôi là rồi. Xòe đúng một lần nữa chết rồi. Ok vẫn ăn được. Do có cái bộ Aegisith tính chất của nó giống nhau. Tôi cũng chơi Aegisith, địch cũng chơi Aegisith. Trận này không có slot cho già anh em ạ. Thôi bỏ qua già nhá. À trận này chỉ đánh ở level 11 thôi. Giờ con Dart lên 2 sao. Tôi đang tính là sẽ cho vào thay cho con Khan. Như thế chúng ta sẽ có là nếu mà ra được cả ác mộng nữa sẽ là 4 Warlock đấy. Kết hợp với 4 Warlock luôn. 5 rồng 4 Warlock kẹp với 6 mét. Kẹp với cả 6 Aegisith nữa. Quá tuyệt vời. Kích hoạt rất nhiều xe là gì. 666 luôn. Ok. Hay quá nhờ. 4 gót luôn này. Được đấy. Rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Chuyện này vớ vẩn 73 màu đến hết game rồi. Bây giờ mà rèn thì rèn đồ tím thôi anh em ạ. Không có nhu cầu rèn đồ cam đâu. Giáp trừ tà. Con này vẫn sẽ phải cầm giáp trừ tà đó. Tôi sẽ bỏ một cái món ra cho con khác cầm. Ok, lại gặp thằng Assassin này. Sai lần luôn mà. Rồi, tung một trưởng rồi. Mà trưởng cứ lọc cặc vào cái cặc thôi. Ok, lọt thế này là lọt 4 con à? 7 con luôn. Evil Clyde lên được 2 sao thì tôi lại cho vào anh em nhé.
Vì căn bản là 2 sao thì máu trâu hơn, đam nó to hơn. 1 sao mà chỉ để kích hệ Warlock thì cũng không tin lắm. Warlock bây giờ nó yếu rồi mà. 2 Warlock cộng được có 10% hút máu thì đỡ làm sao được. Không bằng cả món đồ luôn. Đồ cái dây chuyền xương nó được cộng tới 30% hút máu ở những con xung quanh ấy anh em ạ. Ba ô xung quanh đều được hưởng. Trận này không biết có kết thúc sớm đâu nhỉ. À 32 rồi đấy. 9 Warrior này, dồn đồ cho Lancer nhưng mà ôi rồi. Đi rồi. Trời ơi, Lancer gặp bộ này cũng đi rồi. Trời. Lancer 2 sao may ra có cửa. Lancer 2 sao full đồ kẹp 6 cá. May ra có cửa. Trên mết này chính ra ổn định phết anh em ạ. Đánh ở Meta Warrior này quá ngon. Chơi mà ổn định mà vào top là được rồi. Cần gì phải top 1 đâu đúng không anh em. Ổn định top 2. Chơi mà không bị thua, không bị trừ top 8 là được. Chứ còn đang đánh được cái đội hình mà lên được top 1 ấy. Mấy cái đội hình siêu late thường là nó sẽ lên được top 1. Như là cái bộ Witcher chẳng hạn ấy. Nhưng mà nếu mà không sống được đến late game thì rõ ràng đánh đổi cả. Anh em ăn được một trận, anh em thua 3 trận là anh em mất hết. Ui trời, nó bắt được con rồng của tôi. Sợ thế. Nhưng mà bạn ơi, tất cả nó ở bên này cơ mà. Ui rồi ôi. Ô tôi sang nhà thằng nào, thằng ấy chết à? Đúng thật luôn này. Tiến hai thằng rồi. Tiến thằng top 3 với top 2 rồi. Bây giờ tiện lốt cái thằng này. Ô nó quýt luôn anh em ạ, dã man. Trời ơi, nó nhìn thấy cái sự tối thượng của tôi nó mạnh quá rồi. Thế là nó quýt luôn. Thật sự là thế luôn. Thằng này nó chơi Aegisid kẹp Witcher đấy anh em ạ. Mà nó bỏ ra nó kẹp cá vào nó không cản được tôi luôn. Kẹp cá vào khi còn thua nhiều hơn. Giờ anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Đó là siêu phẩm cuối tuần vừa qua, vô cùng là kịch tính và hấp dẫn luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ tay lửa siêu thanh dồn toàn bộ đồ cho Heaven Bomber. Nó đã quay trở lại rồi anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.